pekerjaan buruh. Nah, người phụ nữ trông mong và rất là thương cái người chồng của mình. Thì Thanh Lan xin gửi đến tất cả các anh chị và các bạn trong Vui Voi tối hôm nay là một bài hát cũng nói đến sự trông mong chờ đợi và thương nhớ cái người yêu hay là cái người chồng. Bài Sao Chưa Thấy Người Âm. Mỗi ngày cho
lòng chúng ta. Làm sao anh biết được, có biết bao nhiêu người không ngần ngại từ bỏ tất cả để chọn có mỗi một tình yêu. Nhớ thương anh ngập.